Xin chào, ta là dược sĩ Trang Nguyễn và hôm nay rất vui khi được trở lại và đồng hành cùng tất cả các bạn trên chuyên mục chăm sóc sức khỏe. Và hôm nay chúng ta sẽ cùng Trang tìm hiểu về một chủ đề: tắm nước lá đinh lăng có tác dụng gì cho sức khỏe? Và nếu các bạn quan tâm thì Trang có 4 chủ đề nhỏ xoay quanh để giúp ích cho các bạn hiểu hơn về chủ đề ngày hôm nay nhé. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu đồng hành cùng với Trang nào. Chủ đề đầu tiên, những tác dụng khi sử dụng lá đinh lăng để tắm. Có lẽ chia sẻ về lá đinh lăng thì Trang chia sẻ rất nhiều, nhưng mà hướng dẫn cho các bạn cách uống không à. Thì hôm nay các bạn hỏi Trang là tắm nước lá đinh lăng thì có tác dụng gì, có lợi cho sức khỏe hay không? Thì bây giờ chúng ta sẽ cùng Trang tìm hiểu về loại thảo dược này. Trong y học truyền thống được cho là có tác dụng kháng khuẩn, chống viêm, làm dịu cơ bắp, tăng cường hệ thống miễn dịch. Và khi nấu nước lá đinh lăng để tắm thì nó sẽ mang đến những cái tác dụng cụ thể như thế nào? Và bây giờ chúng ta sẽ điểm danh sơ lược với Trang nha. Tác dụng đầu tiên, thư giãn cơ bắp. Nước lá đinh lăng có khả năng làm dịu cơ bắp và làm giảm căng thẳng cho cơ thể. Khi bạn nấu nước lá đinh lăng lên để bạn tắm, nó có thể giúp cho bạn thư giãn cơ bắp sau một ngày làm việc mệt mỏi, căng thẳng, hoặc là sau một cái những cái giờ tập luyện thể dục thể thao hoạt động quá mạnh của các bạn đó. Giảm viêm nhiễm, bởi vì tính kháng khuẩn, kháng viêm, khi bạn nấu nước lá đinh lăng để tắm, nó giúp cho bạn giảm đi cái tình trạng viêm nhiễm trên da và làm dịu đi những cái vết thương nhỏ hay là những cái vết phỏng này các bạn ha. Tăng cường hệ thống miễn dịch. Lá đinh lăng được coi là có tác dụng tăng cường hệ thống miễn dịch, bởi vì những cái hoạt chất trong lá đinh lăng khi chúng ta tắm, chúng ta ngâm mình, nó sẽ hấp thụ qua da, tăng cường cái khả năng đề kháng của hệ miễn dịch của chúng ta, đặc biệt là trên da của các bạn nha. Bởi vì da của chúng ta cũng là một cái hệ thống miễn dịch, một cái hàng rào bảo vệ cơ thể của chúng ta các bạn ha. Nhưng các bạn cũng cần lưu ý rằng tắm nước lá đinh lăng mang tính chất thư giãn, hỗ trợ sức khỏe chung, không thay thế chuẩn đoán hay điều trị y tế chuyên khoa. Nếu như bạn có bất kỳ những vấn đề nào về sức khỏe thì bạn nên tham khảo ý kiến của bác sĩ trước khi sử dụng phương pháp này. Thì do thành phần của lá đinh lăng nó có nhiều dược tính, cho nên các bà mẹ cũng sử dụng nước lá đinh lăng để tắm cho trẻ sơ sinh. Nhưng cụ thể tắm nước lá đinh lăng cho trẻ sơ sinh có tác dụng gì sẽ được giải đáp sau đây các bạn nha. Thì bạn tắm nước lá đinh lăng cho trẻ đó sẽ khắc phục được cái triệu chứng là đổ mồ hôi trộm ở trẻ sơ sinh. Thì các mẹ không nên chủ quan khi thấy trẻ ra mồ hôi nhiều các bạn khác, vì có thể đổ mồ hôi nhiều không lau kịp sẽ dễ bị hấp thụ trở lại và nó sẽ gây nên những cái tổn thương trên da của trẻ và có thể ảnh hưởng đến sức khỏe, hoặc là nó có thể dẫn đến cơm chảy trên da, bởi vì ẩm mà không có được khô thoáng đó thì rất dễ tạo điều kiện thuận lợi cho vi khuẩn nó tấn công và nó sinh sôi. Ngoài ra thì còn giúp cho trẻ ngủ ngon giấc hơn, hạn chế giật mình lúc khi ngủ. Chữa bệnh rơm sảy, mẩn ngứa, mụn nhọt ngoài da rất hiệu quả các bạn nha. Da bé sẽ có mùi thơm dễ chịu hơn. Nước lá đinh lăng nấu tắm cho trẻ sơ sinh rất tốt. Do đó những mẹ nào đang băn khoăn không biết là có nên nấu nước tắm cho con hay không thì bạn cũng đã yên tâm hơn một phần nào, cũng như đã có được câu trả lời cho mình. Nhưng bình thường thì nấu nước tắm cho trẻ sơ sinh thì một tuần bạn nên tắm từ 1 đến 2 lần thôi các bạn ha. Còn lại thì chúng ta cứ tắm bình thường bằng nước tắm thông thường cho trẻ. Và trước khi nấu tắm cho trẻ thì cũng nên kiểm tra xem coi trẻ có bị dị ứng hay không các bạn ha. Nấu từ lõm cho đến vừa đủ, chứ đừng có nấu đặc quá cho lần đầu tiên. Chủ đề thứ hai,
Các bạn hỏi Trang nên chọn lá đinh lăng tươi hay là khô để nấu tắm tốt hơn. Thì khi tắm bằng nước lá đinh lăng, bạn có thể sử dụng cả lá tươi hay là lá khô đều được hết. Tùy thuộc vào tình hình và sở thích của cá nhân bạn thôi. Cả hai loại đều có những cái lợi ích tương đương nhau thôi. Nó có thể thay thế cho nhau. Nếu như ở nhà chúng ta có sẵn lá tươi thì dùng lá tươi các bạn ha. Còn không thì bạn có thể mua lá phơi khô hoặc là bạn phơi khô để dành. Thì lá đinh lăng tươi nó có mùi thơm tươi mát, chứa nhiều những cái hoạt chất trong lá hơn. Bạn có thể thu thập lá đinh lăng tươi và bạn sử dụng ngay, không cần qua quá trình phơi khô hay là xử lý bảo quản gì hết. Lá đinh lăng tươi thường được xem là tốt cho việc tắm hơn, bởi vì những cái hoạt chất trong lá vẫn còn được giữ nguyên vẹn và nó sẽ cung cấp những cái hoạt chất mạnh mẽ hơn. Thì đó là lợi ích của lá tươi. Còn lá đinh lăng khô thì như thế nào? Lá đinh lăng khô được sử dụng là người ta phơi khô, sấy khô, đóng gói thì chúng ta tiện trong quá trình sử dụng, bảo quản. Thì lá đinh lăng khô có chứa nhiều những cái hoạt chất, tuy nhiên có một số những hoạt chất nó sẽ mất đi trong quá trình chế biến nhiệt hoặc là trong quá trình phơi khô, thì nó sẽ bị mất đi một số những cái hoạt chất, nó không còn được nguyên vẹn như lá tươi. Thì lá đinh lăng khô có thể được sử dụng một cách dễ dàng, bạn dùng lâu hơn. Và bạn có thể bảo quản được mà tránh hư hỏng. Bởi vì lá tươi chúng ta để bảo quản không kỹ thì nó sẽ nhanh hư hỏng. Khi phơi khô, sấy khô thì bảo quản được lâu hơn. Nhưng mà tùy thuộc vào cái sự thuận tiện của chúng ta ở mỗi gia đình mà bạn có thể chọn lá tươi hay là lá khô. Tốt nhất vẫn là lá tươi các bạn ha. Không có lá tươi thì dùng lá khô, nó thay thế đều được hết. Thì bạn cân nhắc để sử dụng để mang đến những cái lợi ích mà bạn đang mong muốn. Và lưu ý rằng việc chọn lá đinh lăng tươi hay là khô nó không ảnh hưởng quá nhiều đến chất lượng nước tắm lá đinh lăng. Quan trọng hết là sự tinh khiết và chất lượng của lá đinh lăng mà bạn chọn. Nói như vậy có nghĩa là như thế nào? Có nghĩa là quan trọng nhất là nguồn gốc của lá đinh lăng. Bạn trồng tại nhà thì rất tốt, bạn biết rõ nguồn gốc rồi. Còn khi bạn mua về thì chúng ta đâu có biết rõ nguồn gốc, người ta có phun thuốc gì hay không, người ta bảo quản như thế nào thì chúng ta đâu biết đâu hết các bạn. Cho nên là biết rõ nguồn gốc là một trong những cái điều vô cùng quan trọng nhất. Nhất là tắm cho trẻ sơ sinh, bởi vì làn da của trẻ con rất là nhạy cảm. Chủ đề thứ ba, cách nấu nước lá đinh lăng tắm tốt nhất. Khi Trang hướng dẫn tắm cho trẻ sơ sinh các bạn ha, người lớn của chúng ta thì quá dễ rồi. Thì cơ thể của trẻ sơ sinh ai cũng biết là nó còn rất là non yếu và rất là nhạy cảm. Cho nên từ cái khâu chuẩn bị nguyên liệu và cách nấu cũng như là pha nước tắm cho con đòi hỏi chúng ta phải chi tiết tỉ mỉ từng khâu. Bạn chuẩn bị như sau: một nắm lá đinh lăng khoảng 200g, 2 lít nước sạch, một cái thao, cái chậu, một cái thao để nước lá đinh lăng, một cái thao để pha nước ấm lại cho trẻ tắm lại, sữa tắm cho trẻ, khăn, quần áo thì bạn chuẩn bị các bạn ha. Chúng ta sẽ tiến hành thực hiện như sau. Bước 1, nấu nước lá đinh lăng. Rửa sạch 200g lá đinh lăng, ngâm trong nước muối pha loãng từ 15 đến 20 phút rồi để ráo. Sau đó thì chúng ta đun một cái ấm nước 2 lít lên. Tùy thuộc vào cái lượng lá mà chúng ta sẽ gia tăng nước nhiều hay ít các bạn nhé. Bạn có thể giảm lượng nước. Thì khi tắm cái lần đầu thì bạn nên đun lá đinh lăng lỏng thôi, để tránh trường hợp trẻ dị ứng hay là kích ứng quá mạnh. Nếu như trẻ tắm lần đầu không sao thì về sau thì chúng ta hãy nấu vừa đủ như thế này. Lần đầu thì bạn có thể nấu khoảng 50g cùng với 1 lít nước để chúng ta pha tắm cho trẻ, xem coi cơ thể của trẻ đáp ứng như thế nào. Bước 2, pha nước lá đinh lăng vào nước sạch. Thì khi chuẩn bị nước tắm cho
trẻ đó các mẹ cần lưu ý là đổ từ từ nước lá đinh lăng vào cái thau nước lạnh và chúng ta kiểm tra nhiệt độ nó đạt khoảng là 37 đến 38 độ C là được các bạn ha. Dùng thau chậu để pha nước ấm sạch để tắm lại cho trẻ giống như là chậu thứ nhất, nhưng mà chúng ta chỉ pha nước ấm thôi chứ không cho nước lá đinh lăng vào chậu thứ hai. Bước 3, khi tắm cho trẻ thì chúng ta tắm như bình thường thôi và nhớ là tắm trong phòng kín gió để hạn chế là trẻ bị cảm lạnh, và bạn có thể xoa nhẹ mát xa trên vùng da của trẻ cùng với chiếc khăn mềm thấm sữa tắm và chúng ta tắm mát xa nhẹ nhàng cho trẻ như chúng ta tắm bình thường. Rồi sau đó bạn đặt trẻ vào cái chậu nước có lá đinh lăng đó, rồi bạn có thể mát xa nhẹ nhàng cho trẻ xong rồi chúng ta sẽ đưa qua cái thau nước ấm và tắm sạch lại cho trẻ một lần nữa các bạn khác. Như vậy là chúng ta đã tắm xong cho trẻ rồi đó. Và các bạn, bước thứ tư, dùng khăn lau khô cho trẻ và mặc quần áo, có thể thoa thêm dầu tràm hoặc là dầu khinh nhiệt để giữ ấm cho trẻ. Thì cách tắm cùng với đá đinh lăng đơn giản thôi chứ không có gì khá phức tạp, nhưng mà đầu tiên khi mà tắm cho trẻ thì cũng nên lưu ý rằng nhiệt độ nè, cũng như là cái lượng nước lá đinh lăng chúng ta nên nấu qua lỏng thôi để chúng ta tắm cho trẻ, xem coi cơ thể của trẻ đáp ứng như thế nào. Còn nếu chưa nấu quá đặc, cơ thể của trẻ nó dị ứng thì có thể bị nặng, cho nên là chúng ta cần cân nhắc các bạn nhé. Và các bạn cũng cần lưu ý là tắm nước lá đinh lăng xong là cho trẻ qua cái thau nước ấm tắm lại cho sạch, chứ không phải là tắm nước lá đinh lăng rồi là chúng ta thay đồ cho trẻ luôn các bạn nhé. Thì đó là một số những cái lưu ý cũng như là hướng dẫn cho mọi người khi tắm nước lá đinh lăng cho trẻ. Còn đối với người lớn thì chúng ta cứ tắm bình thường thôi, thì bạn cũng pha nước lá đinh lăng ra, rồi các bạn tắm có bồn thì các bạn ngâm trong đó và thư giãn trong vòng 10 đến 15 phút đó, rồi chúng ta cũng tắm sạch lại cùng với nước ấm thì nó sẽ tốt cho sức khỏe của các bạn hơn. Lưu ý là khi tắm nước lá đinh lăng đảm bảo nhiệt độ nước phải phù hợp, không gây kích ứng các bạn ha, không quá nóng. Đối với những người có làn da nhạy cảm hoặc là da dị ứng với lá đinh lăng thì không nên thử dù chỉ một lần. Nếu như bạn không có lá đinh lăng tươi thì bạn có thể sử dụng lá đinh lăng khô, thì chúng ta nấu nước cho chúng ta tắm thì nó cũng giống như vậy thôi. Có khi dùng nấy các bạn ha, chứ không bắt buộc là lúc nào cũng phải dùng dạng tươi hay là bắt buộc bạn phải dùng dạng khô. Còn nếu như bạn không mua được lá đinh lăng tươi hay là khô thì bạn có thể sử dụng tinh dầu chiết xuất từ đinh lăng để tắm cũng được. Trong lần tắm đầu tiên thì các bạn còn lưu ý là pha lá đinh lăng lỏng, kể cả trẻ sơ sinh hay là người lớn của chúng ta cũng vậy, xem coi cơ thể của mình có đáp ứng hay không. Rồi những lần sau thì chúng ta sẽ pha đúng liều lượng hơn. Và một tuần chỉ nên tắm cho trẻ từ 1 đến 2 lần thôi, không nên tắm quá nhiều các bạn nhé. Có nghĩa là không nên sử dụng lá đinh lăng tắm nhiều trong một tuần đó. Còn bình thường thì ngày nào cũng phải tắm rồi. Tuy nhiên các bạn lưu ý rằng tắm nước lá đinh lăng chỉ mang tính chất là thư giãn hỗ trợ sức khỏe chung. Nó làm sạch làn da bên ngoài, tăng cường sức khỏe cho làn da của chúng ta để ngăn ngừa những cái bệnh tấn công cho cái đường tiếp xúc đó. Còn nếu như mà chúng ta gặp phải những cái bệnh lý trong người chúng ta, gặp phải những vấn đề ảnh hưởng đến sức khỏe thì phải đi khám để chúng ta tìm được nguyên nhân và hỗ trợ điều trị tốt hơn. Chủ đề thứ tư, cần lưu ý những gì khi sử dụng nước lá đinh lăng. Thì sau đây Trang có một vài những lưu ý về sử dụng nước lá đinh lăng để các bạn nấu nước tắm đó. Thì mong rằng những cái lưu ý này sẽ giúp ích cho bạn. Và tất nhiên thì nãy giờ Trang cũng nói hết rồi, bây giờ Trang chỉ tóm tắt lại cho các bạn một lần nữa thôi. Đầu tiên, kiểm tra nguồn gốc và chất lượng của lá đinh lăng. Đảm bảo rằng bạn sử dụng lá đinh lăng từ nguồn đáng tin cậy để đảm bảo tốt nhất cho sức khỏe, tránh sử dụng những lá đinh lăng bị ô nhiễm hoặc là chứa quá chất độc hại. Tốt nhất là nhà có trồng cây đinh lăng thì hái lá tươi vào tắm cho bản thân mình hay là cho trẻ nhỏ đều được cái này ha. Rửa sạch lá đinh lăng.
Trước khi sử dụng thì hãy rửa sạch lá đinh lăng để loại bỏ bụi bẩn, những tạp chất gây kích ứng da, ngâm qua nước muối pha loãng đối với lá tươi. Còn lá khô thì chúng ta cũng phải rửa sạch trước khi nấu các bạn nhé. Chế biến lá đinh lăng. Bạn đun nước sôi rồi mới cho lá đinh lăng vào, rồi chúng ta hãm thêm khoảng 15 phút để cho những cái dược chất nó ra, xong rồi bạn pha nước tắm cho trẻ hoặc là cho mình các bạn ha. Kiểm tra nhiệt độ của nước. Để đảm bảo độ nước không quá nóng hay là gây kích ứng đối với làn da thì chúng ta phải kiểm tra nhiệt độ của nước để tránh gây kích ứng hay là gây tổn thương cái da của mình. Thì đó là những cái điều khá đơn giản và ai cũng có thể biết được. Về thời gian tắm thì đối với trẻ thì chúng ta sẽ tắm nhanh các bạn ha. Còn đối với người lớn thì bạn có thể ngâm trong bồn khoảng là 10 đến 15 phút rồi sau đó chúng ta tắm lại cùng với nước sạch hoặc là nước ấm. Như vậy là chúng ta đã tìm hiểu một cách sơ lược về sử dụng lá đinh lăng để nấu nước tắm. Thì bạn thấy rằng khi nấu nước tắm thì nó sẽ giúp cho bạn thư giãn, giảm những cái cơ mà chúng ta thư giãn cho những cái cơ bắp luôn các bạn khác, tăng cường sức khỏe, sức đề kháng bên ngoài bởi vì nó diệt khuẩn, tăng cường những cái chất dinh dưỡng cho làn da của chúng ta. Hoặc là điều trị gân sảy, mẩn ngứa thì các bạn có thể sử dụng nấu nước tắm. Như vậy là chúng ta đã tìm hiểu xong về lá đinh lăng trong việc nấu nước tắm mang đến những cái hiệu quả tích cực cho sức khỏe. Và nhớ những cái lưu ý kèm theo nếu như chúng ta muốn sử dụng cho trẻ sơ sinh. Và hy vọng rằng với những cái kiến thức chia sẻ ngày hôm nay đã giúp ích cho các bạn rất nhiều trong việc tìm hiểu về những tác dụng của lá đinh lăng trong việc nấu nước tắm. Còn nếu như bạn có những cái thắc mắc nào hoặc là bạn muốn tìm hiểu kỹ hơn thì chúng ta nên tìm đọc những cái thông tin thêm nữa các bạn ha, để sử dụng an toàn. Nếu như bạn thấy có ích cho mình thì đừng quên để lại một like cho Trang nhé. Đừng quên bấm nút đăng ký theo dõi kênh của Trang. Nhớ là bật chuông thông báo để nhận được những video sớm nhất từ Trang. Địa chỉ website chính thức của Trang các bạn có thể lên Google tìm kiếm nguyenthithytrang.com. Xin chào và hẹn gặp lại. Yeah.